Trong đầm gì đẹp bằng sen, ở giữa ao hồ ai đẹp như ta thế này. Ừ hay. Cứ ăn uống bình thường con ạ, vội vàng kéo nuốt nghẹn trợn mắt đấy con rể nhé. Hả? Không có ăn gì đâu mà nghẹn. Uống công nước vào con, uống công nước vào cho nó trôi. Khổ. Mà tôi không hiểu tại sao con gái tôi lại yêu anh, lấy anh làm chồng, tôi cũng không biết. Con thì làm sao? Thì xấu người, xấu cả nết thì còn làm sao nữa. À. Tai thì lá mít, đít thì lòng bàn, cái mũi thì to như là cái gạt tàn thuốc lá trồng cái kiểu tóc. Hả? Không khác gì cái thằng bầm. Nhìn bố khác gì con, hai bố con mình ngang nhau. Người ta xấu người, người ta phải được cái nết. Đằng này cái nết chuyên đi ăn vụng có ngày nghẹn trợn mắt nhá. Con coi đấy là cái lời nói xúc phạm nhân phẩm người khác nhá. Con mà kiện ý là bố bị khép vào khoản 2 đấy. Ừ. Cái liệu thần hồn. Hả? Nên mặt chỗ của anh ngồi đấy. Hả? Hả? Trộm trà trộm trẻ đấy. Đi giặt quần áo nhanh. À. Mà giật luôn cho cái ba lô của tôi nhé. Ba lô hôm qua tôi đi du lịch cùng cán bộ ở trên. Ừ. Bố ơi, con thấy cái này trong ba lô của bố thì hả? Con giật luôn không hả bố? Hay là cái này của mẹ để con gọi con trả cho mẹ nhé. Mẹ ơi. Nào. Anh định đốt nhà đây à? À, nào đưa đây cho bố nhanh. À, cái này là bố lấy của em nào đúng không? À, thế kể từ bây giờ nhá, bố là phải chia sẻ việc nhà với con, không là con mách mẹ đấy nhá. Thế anh định uy hiếp tôi đây hả? Tôi không sợ nhá, đừng có tưởng. Thế có thật là bố không sợ không? Không sợ đúng không? Mẹ ơi! Thôi. Thế bây giờ cụ thể là anh muốn tôi làm như thế nào? Từ bây giờ nhé, bố phải làm việc nhà với con nhé. Con rửa bát thì bố cũng phải rửa bát nhé. Con giặt quần áo thì bố phải giặt quần áo nhé. Mà con làm cái gì việc nhà là cứ liên quan đến việc nhà là bố cũng phải làm cùng con nhé. Nhưng mà hôm nay trước mắt ấy là bố vào bố lấy chổi lau nhà, bố lau với phòng khách này cho con nhé. Cái liệu thần hồn, bố lẩm bẩm cái gì đấy hả? Cái liệu thần hồn ấy. Bố lau cho sạch vào. Đây này, chỗ này nữa này, đấy, kia. Đấy, sạch vào. Đây, được chưa? Tí mà con thấy một hạt sạn thì mẹ ơi.